UEC Samsung năm nay á, chúng tôi khó chơi lắm. Đuổi là chạy, đến là đi đúng không bạn Hiền? Đó là slogan của team bạn mà thôi, còn đối với team mình có con bài on top trong tay thì ao trình hoàn toàn. Với kinh nghiệm 3 mùa UEC, đâu đó một mùa chuyên nghiệp BMBL và vô địch BMCC 2021 thì UEC Samsung 2022 này chắc chắn vô địch sẽ thuộc về team mình rồi. Ái chà, lại đi biểu dương lực lượng khủng ở đây đấy à? Thế thì bạn lại quên, tôi từng bắn 2 mùa BMBL không dễ đâu, rén chưa mấy cưng. Cũng căng đấy, nhưng các bạn biết chúng tôi là ai chưa? Chúng tôi là người đầu tiên chạm 100 điểm và chúng tôi là team mạnh nhất của Thái Nguyên. Bạn lại nhầm mất rồi, mạnh nhất Thái Nguyên đó là Thái Nguyên team. Thế bạn đã có được top 1 bảng D chưa hả? Top 4. Bán kết chưa nói lên điều gì, hẹn gặp người anh em tại chung kết để chứng minh. Chào 4 người bạn vô tư. Vô tư kiếm 4 kill với bạn á, dễ quá. Thế thì bạn lại chưa đọc tên chúng tôi à, những kẻ săn mạng khiêm tốn. À, bạn khiêm tốn, sao kém chúng mình tận 1 điểm cơ. Bán kết trên vòng khởi động, ăn một điểm chung kết là ăn cả top của đội bạn nhé. Được thôi, giữ lời hứa ngày chung kết nha. Vòng chung kết bộ môn Party of Mind, thời gian từ 15 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2022. Địa điểm thi đấu, nhà thi đấu Rạch Miễu, số 1 Hòa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng tới cổ vũ cho trường của bạn và giành về những phần quà hấp dẫn ngay thôi.